ngầm không gian ngoài trời của bạn với ý tưởng thiết kế sân trong kiểu Nhật, tạo ra một nơi nghỉ ngơi hài hòa ngay trong sân sau của bạn, biến không gian ngoài trời của bạn thành một thiên đường yên tĩnh, lấy cảm hứng từ các nguyên tắc thiết kế sân trong của Nhật Bản, có thể mang lại cảm giác thanh thản và cân bằng ngay trước cửa nhà bạn. Từ những khu vườn đá tối giản cho đến những nét đặc trưng của mặt nước êm dịu, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn nhiều ý tưởng thiết kế khác nhau giúp bạn tạo ra một nơi trú ẩn hài hòa ở sân sau của mình. Việc kết hợp các yếu tố tự nhiên như tre, đá và cây xanh tươi tốt là chìa khóa để nuôi dưỡng bầu không khí Nhật Bản đích thực. Cho dù bạn đang tìm kiếm một địa điểm thiền yên bình hay một không gian tụ tập ẩm cúng cho bạn bè và gia đình, video của chúng tôi đều mang đến vô số nguồn cảm hứng và lời khuyên thiết thực để biến tầm nhìn của bạn thành hiện thực. Vườn đá sen là nét đặc trưng tinh túy của thiết kế sân trong kiểu Nhật, thể hiện sự đơn giản và tối giản. Nó nuôi dưỡng cảm giác bình tĩnh và suy ngẫm. Ý tưởng thiết kế này bao gồm sỏi hoặc cát được cào cẩn thận, với những tảng đá được đặt một cách chiến lược tượng trưng cho núi và hải đảo. Bản chất thanh lịch và tinh tế của nó truyền đạt một cách trực quan sự yên tĩnh và hài hòa. Video của chúng tôi giải thích tính biểu tượng đằng sau từng yếu tố của khu vườn đá sen và cung cấp hướng dẫn về cách thiết kế và bảo trì một khu vườn ở sân sau của riêng bạn. Đặc điểm nước là một yếu tố thiết yếu khác trong thiết kế sân vườn kiểu Nhật, tượng trưng cho sức sống và tạo ra bầu không khí thanh bình. Cho dù đó là dòng suối hiền hòa, hồ cá koi hay thác nước đổ xuống, âm thanh và hình ảnh của dòng nước chảy đều mang lại cảm giác yên bình cho bất kỳ không gian ngoài trời nào. Video của chúng tôi giới thiệu các thiết kế đặc trưng mặt nước khác nhau và đưa ra những lời khuyên thiết thực về lắp đặt, bảo trì và kết hợp chúng một cách liền mạch với thiết kế sân trong kiểu Nhật của bạn. Trong thiết kế sân trong của Nhật Bản, các lối đi được thiết kế cẩn thận để hướng dẫn du khách và tạo cảm giác mong chờ. Việc lựa chọn vật liệu như đá tự nhiên hay đá bậc thang là điều cần thiết để tạo nên một dòng chảy hài hòa. Video của chúng tôi trình bày các kiểu lối đi khác nhau và cung cấp ý tưởng để tích hợp chúng vào sân sau của bạn. Xem xét các yếu tố như kết cấu, cách sắp xếp và ánh sáng để nâng cao trải nghiệm tổng thể. Tre là một loại vật liệu linh hoạt và bền vững, đóng vai trò quan trọng trong thiết kế sân vườn kiểu Nhật. Nó có thể được sử dụng để tạo ra những tấm chắn riêng tư tuyệt đẹp, cấu trúc che nắng và thậm chí cả hàng rào kiểu Nhật truyền thống. Video của chúng tôi khám phá vẻ đẹp và chức năng của tre, đồng thời chứng minh cách triển khai nó có thể biến không gian ngoài trời của bạn thành ốc đảo riêng tư, đồng thời tăng thêm nét sang trọng và quyến rũ tự nhiên. Thiết kế sân trong kiểu Nhật tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên và việc kết hợp cây xanh tươi tốt là rất quan trọng để đạt được tính thẩm mỹ đích thực. Video của chúng tôi giới thiệu nhiều lựa chọn thực vật khác nhau như cây phong Nhật Bản, hoa anh đào và cây bonsai, nhấn mạnh tầm quan trọng của chúng trong việc tạo ra bầu không khí yên bình và hấp dẫn. Để tận hưởng trọn vẹn khoảng sân trong, lấy cảm hứng từ Nhật Bản, điều cần thiết là tạo ra những khu vực tiếp khách hấp dẫn, nơi bạn có thể thư giãn hoặc giải trí cho khách. Những chiếc ghế gỗ thấp hoặc đệm sàn là những lựa chọn phổ biến, mang lại bầu không khí thoải mái và thân mật. Video của chúng tôi khám phá các cách sắp xếp chỗ ngồi khác nhau, thảo luận về các vật liệu phù hợp và đề xuất cách kết hợp các yếu tố truyền thống của Nhật Bản như chiếu tatami hoặc bình phong soji để tăng thêm tính chân thực. Nâng cao trải nghiệm sống ngoài trời của bạn với ý tưởng thiết kế sân trong kiểu Nhật sẽ nâng tầm không gian của bạn thành một nơi nghỉ dưỡng hài hòa, mời gọi sự thư giãn, chiêm nghiệm và kết nối với thiên nhiên. Từ những khu vườn đá sen đến những đặc điểm mặt nước êm dịu, việc tích hợp các yếu tố tự nhiên như tre, đá và cây xanh tươi tốt sẽ giúp bạn tạo ra bầu không khí Nhật Bản đích thực ngay trong sân sau của mình. Bằng cách xem video của chúng tôi, bạn sẽ có được nguồn cảm hứng và những lời khuyên quý giá để hiện thực hóa tầm nhìn của mình. Cho dù bạn mong muốn một nơi thiền yên bình hay một không gian tụ tập ấm cúng cho bạn bè và gia đình, hãy cùng nhau tạo ra những không gian ngoài trời thực sự mang lại cảm giác như ở nhà. Đừng bỏ lỡ cơ hội biến đổi sân sau của bạn. Hãy xem video mới của chúng tôi ngay bây giờ và chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới. Đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi để có thêm nội dung thiết kế nhà đầy cảm hứng.